Chị về đi. Cô tôi ơi, xin cô... chị. Tôi nói chị cô đừng nghe. Có đến đây làm cái gì nữa. Khoan khoan, cô cho tôi nói nè. Tôi mà không gặp được cái Hà tôi không về được đâu. Cả tàu giáo máng với nhau như thế rồi, chuyển hết đồ đạc của nó về đây rồi thì chị còn đến đây làm gì? Thôi được rồi, đây là đồ ăn mà Hà nó thích, cô mang vô giùm tôi nghe. Không có ăn uống gì lúc này hết, tôi không nhận bất cứ một thứ gì của chị cả. Thôi, chị tôi đang là ý cô đó mà. Cái Hà nó định tự tử đấy. Cô mới nói cái gì? May mà chưa chết thì chị đã vừa lòng chưa? Thế sao lại tự tử? Thôi bây giờ mời chị đi. Chị đi cho cháu tôi nó còn sống nữa chứ. Thế sao tôi về được chứ? Nhưng mà cô ơi, chị đi về đi. Tôi nói nghe. Cô ơi, chị không định sinh đứa trẻ này. Không phải thế ạ. Mẹ cũng biết con mong có một đứa con từ lâu rồi mà. Vậy là chị muốn sinh đứa trẻ. Con cũng không biết nữa. Con đang dối quá. Con sợ một đứa trẻ sinh ra mà bố mẹ nó thù ghét nhau, muốn triệt hạ nhau. Nó sẽ không bao giờ được biết đến tình thương của người bố. Nếu như con vẫn sinh đứa bé này ra, liệu là con có quá ích kỷ không? Ngẩng mặt lên. Nếu chị không sinh đứa trẻ ra thì chị sẽ thấy tốt đẹp cao thượng hơn hả? Tước đoạt quyền đến thế giới này của nó thì chị thấy chị nhẹ nhõm hơn sao? Con người ta có những lúc không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp. Giờ không phải là lúc yếu hèn hay do dự, chị hiểu không? Đứa trẻ này đã đến. Nếu chị coi là nghiệp chướng thì nó sẽ là nghiệp chướng. Là bất hạnh thì nó sẽ là bất hạnh. Còn chị coi nó là một món quà thì nó sẽ là một món quà. Nếu coi nó là phần bù đắp thì nó sẽ bù đắp. Và nếu chị coi nó là yêu thương, là hy vọng thì nó sẽ là yêu thương, là hy vọng. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Đêm qua thằng Nam nói là cô ta mất tích. Anh lo cho cô ta đến thế cơ à? Đến mức nửa đêm nằm cạnh em, vẫn còn phải xách xe đi tìm.
Hôm qua người gặp cô ta cuối cùng là anh. Anh còn chùi ẻo cô ta là sống dở chết dở đi. Em quên là trên pháp lý cô ta vẫn đang là vợ anh à? Nhớ bây giờ có chuyện gì cô ta bị tai nạn hay là đi tự tử, có phải là anh bị liên đới không? Sao anh không hiểu nhỉ? Anh lo vì anh sẽ liên quan đến pháp luật. Hay là anh đang lo theo kiểu một người chồng yêu vợ, thương vợ và sợ mất vợ? Phải, con là đứa ngu dốt mà mẹ. Mẹ đã bao giờ dạy con trở thành một người thông minh đâu. Mẹ mặc kệ con lớn lên, không quan tâm con sống chết như thế nào, quyết tròn ra sao. Mà giả sử con có chết đi, thế giới này cũng chỉ bớt đi một đứa ngu dốt thôi. Một đứa có tai như điếc, có mắt như mù, cả thế giới này muốn lừa gạt. Rồi mẹ cũng mất đi một đứa con mà mẹ chỉ nhìn thôi mẹ thấy ngứa mắt rồi. Nó vừa về đến nhà mẹ đã nói luôn, sao không đi luôn đi, đi chết đi mà. Ngu xuẩn. Nói cho chị biết, chị mà nhắc đến những chuyện này một lần nữa thì tự tay tôi sẽ bóp chết chị. Anh lo cho cô ta đến thế cơ à? Đến mức nửa đêm nằm cạnh em vẫn còn phải xách xe đi tìm. Hôm qua người gặp cô ta cuối cùng là anh. Anh còn chùi ẻo cô ta là sống dở chết dở đi. Em quên là trên pháp lý cô ta vẫn đang là vợ anh à? Nhớ bây giờ có chuyện gì cô ta bị tai nạn hay là đi tự tử, có phải là anh bị liên đới không? Sao anh không hiểu nhỉ? Anh lo vì anh sẽ liên quan đến pháp luật. Hay là anh đang lo theo kiểu một người chồng yêu vợ, thương vợ và sợ mất vợ? Em nói điên khùng cái gì đấy? Điên khùng à? Trả lời em, đã bao giờ anh biết mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con chưa? Chưa bao giờ. Nhưng bởi vì hôm nay anh cảm thấy áy náy cho nên anh mới mua về đúng không? Vâng, vâng. Có thể là anh không biết, nhưng mỗi khi anh cảm thấy áy náy hay anh có lỗi, anh đều muốn mua một thứ gì đó phải để bù đắp. Cũng giống như trước đây, mỗi khi anh mua cho cô ta một món đồ gì đó, anh đều mua cho em một cái y hệt đấy thôi. Thế bây giờ anh là chồng của em hay là đối tượng để em nghiên cứu tâm lý vậy? Nếu như anh muốn là một người chồng thực sự của em ý, thì hãy dọn tất cả những thứ rối rắm đấy đi. Nó về nhà rồi. Con này làm mình mệt muốn chết à. Tổn hết cả thọ. Cái gì? Tôi thấy bà ngáy có trượt phát nào đâu mà kêu tổn thọ. Tổn thọ. Cái thằng điên này, chửi cha không bằng dạy tiếng nha. Nha. Mắt cây xè ra hết rồi đây nè. Bây giờ mà không làm một tô phở và một ly cà phê cỡ đại là có lỗi với bản thân lắm luôn. Ê, lát nữa tôi với ông đi ra ngã tư làm một tô phở Thái Lan nha. Đây bà tự túc là hạnh phúc nha. Tôi có hẹn này. Gì? Ông hẹn với ai? Gái. Gái xinh. Ông hẹn với gái hả? Bà nói chuyện kiểu gì đây? Tôi bao giờ thiếu gái đâu. Trời. Nè, trong trí nhớ của tôi nha, ông toàn là bị gái đá đít thôi.